Khai mạc vào ngày mùng 3 Tết, Hội Xuân Mở Cổng Trời Festival 2024 có nhiều hoạt động độc đáo mới mẻ, hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách đến du xuân, chiêm bái cầu an và vui chơi trải nghiệm các hoạt động thú vị. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho đông đảo bà con, du khách thập phương tham gia trải nghiệm các lễ hội đầu xuân, Sunworld Festival Legend đã triển khai miễn phí vé vào cổng khu du lịch cho tất cả du khách, người dân từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách nhất là Bản Mây nằm trong khuôn viên Sunworld Festival Legend với vô số các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc. Khu vực các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, bịt mắt bắt vịt, leo cột mỡ luôn đông vui và rộn rã tiếng cười đùa. Đây cũng là khu vực thu hút đông du khách tham gia nhất Hội Xuân Mở Cổng Trời. Không chỉ đông đảo du khách Việt, các trò chơi dân gian tại Bản Mây còn thu hút rất nhiều du khách quốc tế quan tâm và tham gia trải nghiệm. Trò chơi đẩy gậy cũng hấp dẫn nam thanh nữ tú tham gia, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng và vui vẻ. Trước đó, từ sáng sớm ngày mùng 3 Tết, Hội Xuân Mở Cổng Trời 2024 đã tiến hành các nghi lễ linh thiêng và ý nghĩa như dâng hoa, tắm Phật, viết lời nguyện ước đầu năm mới, tụng kinh niệm Phật, cầu quốc thái dân an và nhiều chương trình ý nghĩa khác. Du khách đến với Sunworld Festival Legend dịp này còn được tự tay viết lời nguyện ước đầu năm, gửi gắm thông điệp cầu an và những điều ước cho năm mới. Đặc biệt, chiều tối mùng 5 Tết, Phật tử và du khách sẽ được tham gia nghi lễ dâng đằng linh thiêng tại khu vực Bảo An Thiền Tự, Ga Đi Cáp Treo Festival. Điểm nhấn của Hội Xuân Mở Cổng Trời năm nay là chương trình Ngày Hội Các Dân Tộc với chuỗi năm lễ hội đặc sắc khác nhau kéo dài từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3, đại diện cho các dân tộc thiểu số Mông, Tày, Dao Đỏ, Xa Phó, Dáy. Du khách sẽ được chứng kiến và hòa mình vào các lễ hội truyền thống được tái hiện sinh động tại Bản Mây như lễ hội Gào Tàu của dân tộc Mông từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, lễ hội Bút Tồng của dân tộc Dao Đỏ từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, lễ hội Quét Làng của dân tộc Xa Phó từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 3 tháng 3, lễ hội Rồng Pó của dân tộc Dáy từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3. Sáng 13 tháng 2, Chelsea đến làm khách trên sân của Crystal Palace tại vòng 24 Ngoại hạng Anh 2023-2024. Thế trận của hai bên khá bế tắc, nhưng đến phút 30, Jefferson Lerma tận dụng pha để mất bóng của cả Caicedo lẫn Madueke để tung cú sút xa trái phá mở tỷ số cho chủ nhà. Sau giờ nghỉ, Gallagher gỡ hòa một đều cho Chelsea. Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì đến phút 90+1, Gallagher hoàn tất cú đúp giúp Chelsea vươn lên dẫn 2-1. Tới phút 90+4, Palmer thoải mái dẫn bóng xuống trước khi chọc khe cho Enzo Fernandez để cầu thủ này bình tĩnh tầng bóng qua cầu môn Crystal Palace ấn định tỷ số 3-1. Thắng lợi trên giúp Chelsea trở lại top 10 Ngoại hạng Anh với 34 điểm. Đền Trung Sơn bao gồm 18 hạng mục với tổng diện tích trên 83 ha, được thiết kế xây dựng dựa vào thế núi Trùng, xã Kim Liên, nơi gắn với những năm tháng tuổi thơ là cội nguồn tâm hồn trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ khu đền là một không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, biểu hiện sự linh thiêng của một không gian văn hóa lịch sử. Đền Trung Sơn khánh thành vào tháng 5 năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Ngoài là một nơi thờ tự tĩnh lặng trang nghiêm, cảnh quan của đền Trung Sơn rất đẹp và thơ mộng. Từ khi hoàn thành, vào những ngày lễ, có hàng vạn người dân trong nước và du khách nước ngoài đến thăm viếng, tham quan. Đặc biệt, trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bình quân mỗi ngày có hàng ngàn người dân du khách đến tham quan di tích đền Trung Sơn. Gần 4 năm kể từ thời điểm khánh thành, đền Trung Sơn là địa chỉ đỏ không thể thiếu của người dân du khách trong nước và khách quốc tế mỗi khi có dịp về thăm quê bác. Dãy trọ này còn vài công nhân ở lại đón Tết, cũng như các tổ công nhân tự quản khác. Họ được địa phương, tổ dân phố chia sẻ, động viên bằng cả vật chất và tinh thần như tổ chức tất niên, nấu tặng bánh chưng, khiến không khí xóm trọ rộn ràng như trước Tết cả nửa tháng. Cho những trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Đà Nẵng để mưu sinh, nhưng năm hết Tết đến, ai cũng mong mỏi trở về quê hương, sum họp bên gia đình. Vì điều kiện khó khăn mà Tết năm nay có gần 1.000 công nhân lao động ngoại tỉnh chọn ở lại Đà Nẵng với thông điệp Tết không xa nhà. Các xóm trọ công nhân được lãnh đạo thành phố và công đoàn các cấp quan tâm thăm hỏi, chia sẻ niềm vui đón năm mới. Nhờ sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền, đoàn thể các cấp và
và người dân Đà Nẵng mà Tết xa quê của những người lao động ngoại tỉnh dẫu còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn ấm tình người và giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà. Dưới cái nắng chiều còn hừng hực giữa những ngày Tết, hơn chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh, Công an thị xã Trảng Bàng và người dân địa phương vẫn không quản ngại đôi nắng phát tặng nước uống khăn lạnh để giúp bà con du khách đi tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về quê nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã tạo nên hiệu ứng lớn, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng người dân thập phương. Trước hành động mang ý nghĩa lớn giữa những ngày Tết của lực lượng Cảnh sát Giao thông Tây Ninh, nhiều người dân địa phương ở xã Gia Lộc cũng cảm mến và cùng chung tay giúp đỡ để được hỗ trợ cho người đi đường, du khách đường xa đã đến với Tây Ninh có một ngày Tết đầy ý nghĩa. Năm nay, thị trường hoa tươi ngày lễ tình nhân khá phong phú về chủng loại hoa trong nước và nhập khẩu. Lễ tình nhân năm nay đúng ngày mùng 5 Tết nên giá tăng hơn so với ngày thường từ 10 đến 20%. Năm nay kinh tế khó khăn nên hoa bó cũng được các cửa hàng bó giá cả phải chăng từ 200.000 đến 500.000 đồng một bó. Hiện hoa hồng Đà Lạt có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một bông. Hoa hồng ngoại cũng rất được ưa chuộng bởi màu sắc tươi mới, dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng một bông. Ngoài hoa tươi thì các cửa hàng còn có hoa sáp phục vụ nhu cầu của du khách. Không chỉ chú trọng đến chất lượng và loại hoa, chủ các cửa hàng hoa còn quan tâm đến thiết kế tạo mẫu các lẵng hoa bằng nhiều chất liệu khác nhau như bao bì, các loại giấy màu hoặc túi để cắm hoa, để những bó hoa phong phú hơn trong mùa Valentine này.